Họp báo sau nhập ngũ, hội chị em dính nhau như Sam, riêng rapper Pháo xuất hiện với ngoại hình cực sốc. Sao nhập ngũ 2024, quyết tâm! Sau nhập ngũ 2024 chính thức công bố 8 tân binh là 8 nữ nghệ sĩ tham gia, bao gồm diễn viên Phương Anh Đào, Hoa hậu Thúy Tiên, diễn viên Jun Vũ, streamer Misty, DJ Mie, diễn viên Uyển Ân, ca sĩ Liz Kim Cương và rapper Diệu Huyền hay còn có nghệ danh là Pháo. Sau nhập ngũ 2024 với chủ đề Gót hồng trên lửa đạn, hội tụ 8 bông hồng mong manh nhưng có tinh thần thép, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị và đầy cảm xúc. Mới đây, xuất hiện trong các buổi họp báo ra mắt, các người đẹp diện dress code màu trắng. Tuy cùng tông màu nhưng mỗi người một phong cách, trong khi Hoa hậu Thúy Tiên mặc váy dạ hội sang chảnh, khoe hình thể đẹp, thì có người như là DJ Mie sẽ diện váy công chúa, Misty lại cá tính với set vest thoải mái hơn. Đặc biệt do đã quen nhau từ trước nên Misty rất ga lăng đỡ Thủy Tiên cũng như luôn kè kè bên nhau. Ngoài ra, vẻ ngoài gây sốc nhất chính là rapper Pháo trong tà áo dài trắng, nhưng cô lại có mái tóc đinh khiến ai nấy phải ngỡ ngàng. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau: ai xúi bà cạo tóc vậy bây ơi, tưởng phong cách hóa ra là phòng bà bão táp. Mặc dù vậy, Pháo vẫn rất vui vẻ, tự tin với nụ cười tràn đầy năng lượng. Các bạn nghĩ sao về diện mạo của cô nàng này? Chia sẻ cùng TV Trend nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.